Cửa hàng em Thành Đồ Cổ Đồ Châu Âu xin kính chào toàn thể các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với phiên buổi trưa ngày hôm nay của cửa hàng em Thành. Phiên buổi trưa ngày hôm nay thì bên em tiếp tục lên cho các bác rất nhiều cái mẫu sản phẩm song tiện mà các bác tối qua đã yêu cầu. Thì nhiều bác ngày hôm qua đã không chốt được những chiếc đồng hồ song tiện. Ngày hôm nay bên cửa hàng em Thành sẽ lên bù thêm và cho các bác những chiếc đồng hồ song tiện đẹp nhất các bác nhé. Ngày hôm nay thì toàn siêu phẩm các bạn, toàn siêu phẩm song tiện, toàn những cái mẫu mặt hàng đẹp, cực kỳ chất lượng. Thì và bên em lại về một số những chiếc cái thùng bè nhỏ xinh như thế này, và ngày hôm nay sẽ sale cho bác một cái giá cực kỳ tốt các bác nhé. Và một số những chiếc đồng hồ Vibe. Và các bác nào mà thích chơi solo, chơi những chiếc đồng hồ 57 solo thùng kiểu dáng nhỏ gọn xinh xắn, thì bên em mới về được một chiếc đồng hồ Odo 57 solo mặt vuông thôi nhá, kính dưới kính dáng thủy đấy. Sản phẩm này các bác nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp cho bên em sẽ chụp hình ảnh cũng như âm thanh cho bác đầy đủ. Đấy, một chiếc đồng hồ kiểu dáng thùng bao diêm thôi nhá. Vâng, tiếp theo thì em ngày hôm nay cái sản phẩm đầu tiên muốn lên cho các bác đó là một chiếc đồng hồ mau thơ xuất xứ từ Đức các bác nhá. Thùng thiết kế là thùng 4 bông, ở dưới là một viên pha lê các bạn, một viên pha lê được người ta mài vát các cạnh cực kỳ đẹp, các bạn có thể nhìn thấy rất là xuất sắc luôn. Thùng này, thùng 4 bông các nhá, thùng 4 bông các thể nhìn thấy những cái đường vân gỗ nó hiện lên các bạn này, nhìn rất là đẹp và tự nhiên các bác, rất xuất sắc luôn. Mặt con này thì khá là đẹp. Thùng này bác, thùng cực kỳ sạch sẽ các bác. Vâng, mặt bên trong của nó các bác nhá, mặt con này thì khá đẹp rồi, các bác có nhìn thấy mặt xuất sắc các bác, chưa một vết gì các bác, chưa một vết gì. Đấy, trong số ngày ngoài số đêm, quả lát đây các bác. Giờ em sẽ test qua âm thanh cho các bác nghe một chiếc đồng hồ mau thơ các bác nhá. Âm thanh cực kỳ hay các bạn, không khác gì đến chiếc đồng hồ Odo 36 các bác nhá. Giờ em xin mở máy cho bác xem. Các bác này, máy này ui xổ rồi. Máy vàng đẹp xuất sắc các bác nhá. Máy vàng ươm các bạn. Máy khá là đẹp. Chơi củ côn là củ côn up low với 8 thanh côn thép xanh và dài các bác nhá. Gần chạm máy thùng luôn các bạn. Đây, quả lắc đây. Thùng thiếc này, này sạch sẽ các bác nhá. Vâng, em xin nắp máy và đo kích thước cho các bác.
một chiếc đồng hồ mau thơ này, các bác có thể nghe âm thanh của nó rồi, nó cực kỳ hay không nhá. Tiếng chuông của nó này không khác gì một chiếc đồng hồ Odo 36 đâu các bạn. Mà thùng này cực kỳ đẹp. Kích thước 73 x 36. Con này con mã số 1, con này con mau thơ nha mọi người nhá. Mau thơ. Vâng. Cái sản phẩm này ngày hôm nay giao lưu với các bác một cái mức giá cực kỳ tốt, 7,8 triệu các bác nhá. 7,8 triệu một chiếc đồng hồ mau thơ. Gông dài, thùng đẹp các bác nhá. Cái thùng này các bác mua ở ngoài nó phải rơi khoảng 4 rơi khoảng khá là cao đấy. Cái thùng này giá trị nó khá cao đấy, tại thùng đẹp, thùng 4 bông, thùng này nắp được cho Odo 36-8 các bác nhá. Đo bác cái thùng thủy xem có nắp được máy 10 không. Này gỗ cực kỳ chắc chắn luôn. Đây các bác ạ, 16 rưỡi các bác nhá. Nắp máy 10 dư sức luôn các bạn. Rất là đẹp một chiếc thùng. Vâng. Ui sổi bác ơi. Con gì đây mà đẹp thế này các bác. Một chiếc đồng hồ vân gỗ lu nhá. Bên trên là một chiếc xẻ quạt bên trên. À, bên dưới những cái đường vân rất là đẹp. Ở những cái vết của đường người ta khảm đấy các bạn, những cái đường khảm dọc cánh thùng, những cái đường vân gỗ lu. Con này thì xuất sắc các bạn ạ. Chưa thấy con nào đẹp như con này các bạn ạ. Ôi dồi, vân lu của bên hai bên cánh thùng các bạn. Hai bên cánh thùng có vân nếu anh nhá. Con nhìn này. Xuất sắc luôn. Kính nó kính hình quả trứng quá nhá, quả trứng được người ta mài các bạn. Mài cực dày luôn các bác, mài cực dày cực sâu luôn. Kính trên là kính mo cong. Mặt đây các bác, mặt 20 các bác, mặt 20. Không biết con này con gì mà nó lại dị như thế các bạn. Quá là đẹp. Vâng, chuông này cực kỳ hay. Em xin mở cho bác xem bộ máy bên trong. Úi xổ các bác ơi. Máy con này khá là cổ quá.
này như em nhìn nó có kiểu dòng kén dơ hay sao các bạn ạ? Nó phải nhìn máy. Bạn nào biết dòng máy này là máy gì đó, có thể liên hệ cho bên em nhé. Này khá là dị đấy các bạn. Quánh nhíp nó sò rồi. Chuông bác vừa nghe rồi, cực kỳ là hay thôi. Vâng, em xin lắp máy vào đọc kích thước cho các bác. Kích thước 77 nhân 33 thôi nhá. Số đẹp này. Kích thước 77 nhân 33. Con này có mã số 2. Vâng, con này xin giao lưu các bác với mức giá 5,9 triệu. Giá cực tốt luôn các bác, một chiếc đồng hồ vân gỗ lu, máy cổ. Dòng máy này chuông của anh đi nó cực hay rồi. Quả nhíp nó so các bác nhá. Vâng. Tiếp theo em xin giới thiệu cho bác một chiếc đồng hồ song tiện các bác nhá. Một chiếc đồng hồ song tiện khá đẹp đấy các bác. Bên trên người ta thiết kế là một chiếc màu ở đỉnh, đây là một chiếc đỉnh vinh quang các bác nhá. Một chiếc đỉnh vinh quang. Hai bên là hai cột song tiện sắn quẩy các bác nhá. Phía dưới này các bác, phía dưới cái đuôi đó các bác này. Đẹp nhất là cái đuôi các bác này. Đuôi to, được người ta đục chạm họa tiết rất là cầu kỳ các bác nhá. Hai bên này, hai con tiện. Mặt đây các bác, mặt men hai nòng. Phía dưới cũng vậy, quả lắc cũng là quả lắc mẹ, quả lắc hai nòng. Máy móc của nó đây. Con này là máy Zabi thôi nhá. Máy Zabi của Pháp. Một dòng cái dòng hoàng gia các bác, dòng máy hoàng gia. Cái dòng hãng Zabi này chuyên sản xuất cho bên hoàng gia Pháp đó nhá. Chơi gồng vòng 30 phút điểm chuông một lần. Vâng, em xin đo kích thước. Thước là 90 nhân 31 các bạn. Con này mã số 3. Con này xin giao lưu với các bác một cái mức giá cực kỳ tốt. 2,8 triệu các nhá. 2,8 triệu một chiếc đồng hồ 2 lỗ song tiện và chơi chuông vòng. Máy Zabi Hoàng Gia Phát. Trầm xích cầm. Vâng. Tiếp theo thì em xin giới thiệu cho bác một chiếc đồng hồ thương hiệu Zizung Han đúng nhá. Đấy. Một con đồng hồ ngày hôm nay khá là dị các bạn. Vừa dị vừa đập các bác. Đây. Em sẽ quay một lượt cho bác xem. Song tiện khá đẹp, khá xuất sắc đấy các bác. Bên trên là một chiếc ma. Đấy, phía dưới là hai chiếc cột. Rất là đẹp. Có thể nhìn thấy ở đây. Như những cái đường vẩy rồng đó nhá, như những cái đường vẩy rồng luôn các bác. Hai bên hai cái cột song tiện. Phía dưới đuôi này. Quay nhìn này. Quay nhìn cái đuôi nó này. Quay nhìn này vân này. Như một cái móng rồng thôi nhá, như một cái móng rồng này đang cụp. Nhìn rất là giống luôn các bác nhá. Cực kỳ đẹp luôn, vân nổi lên cuồn cuộn luôn các bác ạ. Mặt đeo anh nhá, mặt là mặt giấy dầu.
Đấy, mặt chuẩn cổ đó các bạn. Quả lắc đây. Quả lắc 3 lòng thôi nhé. Quả lắc 3 lòng. Đây, mặt đây. Logo thương hiệu Di Dung Han đây. Di mũi tên. Số đỏ. Trong trong đêm, ngoài ngày đó nhé. Mặt giấy dầu. Dòng mặt này rất là lâu đời rồi các bạn. Đây các bạn nhá. Máy này các bạn. Máy thuộc dòng máy Nucky các bạn nhá, máy Nucky. Và do thời gian nó đã. Con này rất là cổ rồi các bạn, con này nó phải lên đến khoảng niên đại nó phải trên dưới 150 năm rồi các bạn. Chiếc đồng hồ Di Dung Han. Đây, nó chơi chẩm cầm các. Một tiếng điểm nó đánh bài nhạc một lần. Rất là hay luôn các bạn, quán chậm cầm. Một trong cái dòng cao cấp đấy các bạn. Vâng, các bác nào mà thích nghe nhạc nó phiêu du, nó du dương một chút thì các bác chơi cái dòng này các bạn, nghe nhạc cực kỳ hay, cực kỳ sướng luôn các bạn. 92 x 45. Kích thước 92 x 43. 45. Con này con mã số 4. Con này con Dung Han chẩm cầm nữa nhá. Vâng, con này giao lưu các bác một mức giá là 8 triệu đồng các nhá. 8 triệu một chiếc đồng hồ chẩm cầm. Những cái chiếc này trước thị trường bán nó phải rơi khoảng mười mấy triệu đấy các bạn, nhưng ngày hôm nay thì siêu cho các bác với một mức giá là 8 triệu đồng với các bác một chiếc đồng hồ chẩm cầm thương hiệu Di Dung Han. Vâng, tiếp theo em xin giới thiệu một chiếc đồng hồ siêu phẩm ngày hôm nay các bác nhá. Một chiếc đồng hồ cực kỳ đẹp, cực kỳ dị các bạn. Phía trên này các bạn này, phía trên thiết kế là một chú ngựa đang cưỡi mây, đang cưỡi cả đài sen đây các bác, một chiếc đài sen. Đấy, rất là đẹp. Phía dưới là mặt chú sư tử, tượng trưng cho sức mạnh, cho địa vị các bác nhá. Hai bên là hai bông hoa thị. Đấy. Rồi những hai con tiện ở giữa đây, được người ta thiết kế thêm một số chi tiết, họa tiết rất là đẹp. Phía dưới đây các bác, cổ các bác này, những cái đường vân. Rất là đẹp. Hai bên hai chiếc cột khải hoàn môn, cột song tiện khải hoàn môn các bác. Đấy, phía dưới có hai họa tiết bông hoa đuôi các bác. Con này thì bên em vừa về, vừa đặt đi đường bay về các bạn. Một siêu phẩm ngày hôm nay các bác nhìn, nhìn con ngựa đứng lên trên uy nghi như thế nào các bác. Xuất sắc luôn các bác. Đây, bên trong có nhá, mặt cái này các bác nhìn này. Mặt này. Mặt đồng nắc kê các nhá. Đấy. Rất là đẹp luôn. Các bác nhìn này, bên trong là họa tiết này các bác này. Họa tiết những cái đường vẽ hoa lá tây. Cái ngoài mặt đồng. Xuất sắc. Nhìn rất là mê các bạn, nhìn rất là cuốn mắt.
đi dưới quả lắc này không này, quả lắc cũng họa tiết các bác nhá. Đấy, đi theo mặt đẹp không các bác, nó không phải là len keng mà nó xuất sắc luôn. Quả lắc này các bác mua ở ngoài, các bác đi mua ngoài nó phải rơi khoảng 4-5 triệu các bác một quả lắc này. Hàng vừa về nó lại chưa kịp bắt quá. Đây bác, chơi chuông vòng rồi nhá. Máy em này ui rồi làm sao đẹp như thế các bạn. Máy da bi các bác, máy hoàng gia của Pháp. Làm sao nó thiết kế nó cầu kỳ nó đẹp như vậy các bác. Tại vì dòng này thường dành cho dòng vua dòng chúa các bạn. Vua chúa thì mới chơi những cái dòng đẳng cấp như này các bạn. Máy da bi của Pháp. Quá đẳng cấp các bác, quả mặt. Các bác chơi con này các bạn đẳng cấp. Vâng, em xin đo kích thước với sản phẩm này. Vâng, 1m07. Chiều dài 1m07 nhân với 37 các bác nhé. Con này con mã số 5. Chưa xong rồi. Vâng, cái sản phẩm này là con này là con da bi nữa nhá. Da bi. Máy hoàng, máy thuộc dòng hoàng gia các nhá. Con này thì các bác nào quan tâm thì alo cho bên em. Bên em sẽ báo giá cực tốt cho các bác. Một chiếc đồng hồ da bi ở Pháp đấy các bạn. Đẳng cấp luôn các bác. Quả lắc như cái mặt. Xuất sắc. Vâng. Tiếp theo. Mời các bác chiêm ngưỡng một trong những siêu phẩm tiếp theo các bác nhé. Đấy, bên trên là có một chú ngựa các bạn. Đây. Đây, cho lùi xuống một chút. Đây bác nhé. Rất là đẹp luôn. Màu gỗ, màu nước sơn, nhìn nó rất là vào mắt các bạn, rất là cuốn luôn. Bên trên là một chú ngựa các bạn này, hai bên là hai con tiện to nhá, hai con tiện to. Phía dưới là hai chiếc cột song tiện, các bạn nhìn này. Người ta thiết kế này. Rất xuất sắc luôn. Dưới đuôi hộp các nhá, đuôi hộp hai bên có hai con tiện và một con tiện đuôi. Đấy. Bên trong này quả lắc phù điêu các bác, nhám bên ngoài các nhá. Mặt mặt men hai nòng các bạn. Đây các bác, máy con này thuộc kiểu máy Kenzer các bác nhá, máy Kenzer của Đức các bạn. Dòng máy Đức này thì các bác chơi cực kỳ bền luôn. Xuất sắc luôn các bác, chơi chuông vòng 30 phút điểm chuông một lần. Vâng, em sẽ lắp vào đó kích thước cho các bác. Kích thước là 1m1 nhân 40 bác.
1m1 × 40, con này khá là cao to đấy các bạn ạ. Phải báo các bác cái giá giật mình luôn các bạn ạ. Con này size to nhá, size to. Giao lưu với các bác 3,5 triệu các bạn. 3,5 triệu các bác nhá. Giá quá là rẻ các bạn. Size khủng đấy, 1m1 các bác. Vâng, chiếc cuối cùng ngày hôm nay của cái lô song tiện các bác, một chiếc đồng hồ di dung ham. Ngắm chiếc đồng hồ di dung hang các bác nhá, rất là đẹp. Bên trên là ba cái ngọn đuốc các bác nhá, phía giữa ở đây là mặt một vị thần. Đấy, những cái bông hoa, năm bông hoa mà hai bên mặt vị thần, hai chiếc cột khải hoàn môn các bác nhá. Phía dưới là những hai chiếc cột song tiện này, các bác nhìn này, những cái đường vân gỗ sồi này các bác nhá. Rất là đẹp luôn, vân gỗ sồi tự nhiên. Nhìn này, xuất sắc luôn, đuôi của anh nhá, u sổ của anh nhìn này, đuôi của đó này. Vân đấy, viết này, quằn quại luôn các bạn. Hai bên là hai con tiện, phía dưới là con tiện đuôi đây, các anh nhìn này, như móng rồng luôn các bạn, nhìn cuốn hết cả mắt. Vâng, bên trong của anh nhá, mặt này, mặt logo thương hiệu Jizunga. Con này thì mặt nó hơi dính vết dầu các bác nhá. Vết dầu do mấy ông Tây chắc lau dầu nên là mấy ông bị rơi vào đây các bạn, rơi vào mặt nên nó bị hơi ố ố một chút các bác. Đấy, mặt là mặt giấy dầu các bác nhá. Đây, quả lắc đây. Quả lắc là các bác nào muốn sáng bên em, nhờ bên em sẽ đánh cho bác sáng các bác nhá. Sáng lên. U sổ các bác ơi. Máy gì các này, đời này không biết đời gì các bác này. Cực kỳ cổ này, có cái bánh răng ở ngoài này. Này rất là cổ các bạn. Vâng, cái này thì khả năng là cái bộ đếm thôi nhá, bộ đếm các bạn. Lần đầu gặp luôn các bạn, lần đầu gặp rất là dị. Con này khá là cổ, con này là em nghĩ là phải trên phải 155 rồi các bạn. Ok, chơi chung vòng các nhá. Vâng, em xem đo kích thước cho các. Thước là 90 nhân 35 coi nhá, 90 nhân 35 con này con mã số 7. Con này ngày hôm nay giao lưu với các bác một cái mức giá 3,2 triệu các bạn. 3,2 triệu một chiếc đồng hồ di dung ham. À, nó còn đẹp như thế này. Rất là đẹp, con này thì cực kỳ đẹp luôn các bác. Gỗ sồi già. Xuất sắc các bác. Vâng. Tiếp theo thì em mời các bác đến với những cái mẫu sản phẩm thùng bề các bác nhá. Thùng bề. Thùng kiểu thùng kiểu dán bao diêm thôi nhá. Nhỏ nhỏ xinh xắn các bác ạ. Đầu tiên là một chiếc đồng hồ Verdet xuất xứ từ Pháp, mặt là mặt bát giác đứng thôi nhá. Máy là máy 37, mặt bát giác đứng. Một trong cái dòng cực kỳ đẹp và nổi tiếng của dòng Verdet. Đấy, thiết kế là dòng máy 37 nhưng lại đặc biệt lại thiết kế theo hình thức là mặt bát giác đứng nằm trong một chiếc thùng bề. Rất là dị luôn các bác. Gỗ sồi là gỗ sồi vàng thôi nhá, gỗ sồi vàng. Các bác nhìn có thể nhìn thấy những cái đường vân gỗ đây.
rất là đẹp, phía trên là một bông hoa. Kính kính mo cong, phía dưới là kính trắng thủy bác nhá. Đây, mặt coi nha, mặt bát giác đứng, mặt xuất sắc luôn. Quả lắc đây. Ok, mở máy cho bác xem. Đây các bác nhá. Máy là máy đời máy 37 đấy các bác này. Thương hiệu Verdes. Ok, em sẽ test chuông cho bác. Vâng, chuông rất hay. Ui, đẹp đấy kìa. Kích thước là 68 58 58 x 42. Mã số 8 con này con Verdes coi nha. Verdes 37. Vâng, con này ngày hôm nay giao lưu với bác một cái mức giá là 3,5 triệu bác nhá. 3,5 triệu một chiếc đồng hồ Verdes 37. Thùng đẹp, thùng bao diêm coi nhá. Úi giời, đây rồi các bác ơi. Một cực phẩm ngày hôm nay rồi bác ạ. Một chiếc đồng hồ FFR. Bác nhá, một chiếc đồng hồ FFR. 10 côn, 10 búa, chơi hai bản nhạc. Một bản Ave Maria và một bản Westminster, một bản truyền thống. Hai bên là hai cái chùm nho. Đấy, phía dưới là phía kính tráng thủy các bác nhá. Mặt con này thì xuất sắc rồi. Hai bên là những cái bó chỉ dọc cánh thùng. Vân này các bác này. Chực chực trùng trùng các bạn, như những gợn sóng các bạn nhỉ. Nhìn này, như những gợn sóng luôn. Rất là đẹp. Mặt này các bạn này. Mặt cái này xuất sắc luôn, không có điểm chê luôn, không có một vết muỗi đốt, không có một vết xước nào các bạn. Viền ngoài viền chrome mặt hai nền. Khóa đây các bác. Khóa. Đây luôn. Xin mở máy. Sổi qua cái máy này. Máy xuất sắc luôn. Máy neng keng quá nhá. Khỏe, khỏe không? Máy dòng FFR này thì các bác, máy cực kỳ khỏe luôn các bác. Nhiều khi các bác để lầm ngựa nó vẫn chạy quá nhá. Ngựa nó vẫn chạy bình thường. Đấy. Đây. Côn này con này. Xanh nét này nệt luôn. Đấy. Có một thanh côn đồng quá nhá. Giờ em sẽ nắp máy lại. Tết chuông quá. Ok, em sẽ dựng lên tết chuông cho bác nhé. Thank you.
Vâng, đây là bản Westminster. Mời bác nghe bản Ave Maria trên chiếc đồng hồ FMR này các bác nhé. Chuông cực kỳ hay rồi bạn, cực kỳ xuất sắc. Bên điểm giờ thì âm thanh nó đánh ra cực kỳ to luôn các bạn. Vâng, tối các bác là ngủ thì các bác lên là tắt cái chuông bên điểm giờ các bạn nhá, nó oánh tỉnh giấc đấy các bạn. 55. Kích thước 55 nhân 41 nhân 41 quá nhá. 55 nhân 41. Con này con mã số 9, con này còn là con FFR 10 côn 10 búa. Chơi hai bản nhạc các anh nhá. Con này thì ngày hôm nay giao đây với bác một cái mức giá sáu phẩy ba triệu một chiếc đồng hồ FFR 10 côn 10 búa chơi hai bản nhạc các bạn, giá cực tốt luôn, 6.3 triệu một trăm cái chiếc đồng hồ thuộc dòng máy 10 FFR. Vâng, tiếp theo tầng 1 này, tiếp theo em xin giới thiệu các bác một chiếc đồng hồ FFR 8 côn 8 búa các bác nhá. Chơi bản nhạc Westminster. Thùng là thùng thiết kế kiểu dáng thùng trơn các bác nhá. Thùng trơn hai bên là hai cái đường chỉ dọc cánh thùng tượng trưng cho hai chiếc cột khải hoàn môn. Phía kính là kính tráng thủy họa tiết. Các bác nhá, kính tráng thủy họa tiết những ngôi nhà của người phương Tây. Đấy. Phía đây là phía bông hoa, đây những cái rèm cửa các bác nhá. À, những cái ngôi nhà từ phía xa xăm rất là đẹp. Mặt đây, mặt bát giác lằn. Bên trong các bác này, mặt xuất sắc luôn. Kim kim mắt ngỗng, mặt hai nền trong trắng bạc ngoài màu gạc, bên ngoài viền chrome. Em xin mở máy bác xem một máy bên trong. Bật nó được. Vâng, bộ máy các bác nhá, bộ máy vách vảy cá. Máy cổ các bạn, máy cổ, máy rất là lâu đời rồi. Ok, côn này các bạn ạ. Vâng, em sẽ test chuông cho bác nhá. Con này thì nó hơi kít dầu một chút. Em sẽ test chuông bằng chiếc búa thần kỳ này các bạn. Điểm giờ rất là ngân của một gồng đồng. Ok, em sẽ đo kích thước cho các bác. Vâng, ngày hôm qua thì cái lô tạ lê vàng đấy thì bên em đi hết cái lô đấy các bạn. Sau thì bên em phải gọi là điều động hết các mối quan hệ để có thể lấy thêm về. Rồi những cái bác mà mua trượt thì cũng gọi là gửi các bác để các bác có thể mua được luôn các bác nhá. Hôm qua cái lô đấy thì rất là cháy hàng các bạn. Đâu phải là lấy một lấy là có đâu. Bóc bao nhiêu lô may ra may mắn được vài con bên trong. Vâng, bên em phải dùng hết các mối quan hệ để gọi là nục tìm để mang em nó về các bạn.
kích thước 52 x 45. Con này con mã số 10. Con này ngày hôm nay giao lưu với các bác một cái mức giá là 4,5 triệu bác nhá. 4,5 triệu một chiếc đồng hồ FB bây giờ. Giá quá là tốt các bác. Vâng. Tiếp theo em xin lên cho bác một chiếc đồng hồ vai bò các nhá. Một chiếc đồng hồ vai bò. Con này thì khá là xuất sắc các bác. Để đây. Kê vai bò này. Vâng. Một chiếc đồng hồ vai bò các nhá, một chiếc đồng hồ vai bò rất là đẹp. Dáng là dáng kiểu dáng TV. Có những cái đường người ta đục chạm khảm rất là đẹp, những cái họa tiết coi nhá. Rất là tinh tế quá. Em sẽ quay gần cho bác. Rất là tinh tế luôn các bạn. Đấy, bên trên này mà này. Vỏ rất là đẹp. Mặt số đây các bác. Con này ngày hôm nay sale cho bác. Đây. Mặt con này thì kim quá đẹp, đẹp luôn. Rồi. Mặt này là hai nền quá nhá. Mặt hai nền. Trong số là lồi. Màu lâu các bác. Ngoài màu trắng. Đấy, số là số lồi các bác nhá. Hemler rồi con này. Hãng Hemler. Em xin quay đằng sau bác xem máy. Con này có cần gắn ngắt chuồng con này. Đấy, cái bác không thích bác có thể vặn lại. Con này con FHS của Đức thôi nhá. Con này thì khả năng hơi bít dầu rồi bác ạ. Âm thanh này rất là ngân vang luôn. Đây, có cả chỗ để khóa đây bác. Chỗ để khóa rất tiện lợi luôn. Ok, sẽ đo kích thước của cái sản phẩm này là 62 66 x 22 bác nhá. Mã số 11 à? Mã số 11. Con này ngày hôm nay xin giao lưu bác 2,9 triệu bác ạ. 2,9 triệu kích thước 66 x 22 bác nhá. 2,9 triệu một chiếc đồng hồ vai bò. Dáng TV xuất sắc rồi các bạn. Này các bạn, chân này các bạn. Bốn chân là bốn chân đồng nhá. Bốn chân đồng các bạn. Cái đường họa tiết khảm người ta đục rất là tinh tế luôn. Ok. Cái sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ vai bò khá là to các bạn. Khá là to, nhưng các bác đừng đánh giá to đắt tiền các bác nhá. Con này ngày hôm nay mới siêu bác sập sàn luôn các bác ạ. Thùng kiểu dáng thùng dáng to vân này các bác này. Đấy, màu sơn là sơn zin các bác nhá. Màu sơn là sơn zin. Rất là đẹp, con này mặt số lồi. Vàng ươm bác, con này đẹp len keng. Đây, cú mốt này mà. Kim họa tiết. Đấy, tên của gọi là một là cửa hàng, hai là gọi là công ty các bạn. Con này kích thước 62 x 23. Úi giời, này con này chưa để quả lắc này mà. Rất là tiện các bạn, con này rất là tiện. Đây, em sẽ test chuông các bác. Hãng GL thì đây các bác này. Thank you.
chuông khá là hay các bác, máy vàng ươm các bác nhá. Máy đẹp xuất sắc các bác ạ. Đúng, máy này. Ánh tia các bác. Nen keng luôn các bác. Còn máy hoàn hảo, hoàn hảo từ trong ra ngoài các bác. Vâng, con này kích thước là 62 x 23. Con này ngày hôm nay giao lưu với các bác một cái mức giá là 3,5 triệu các bác nhá. Mã số 12. Vâng, thì đây là cũng là cái sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay bên em muốn giao lưu với các bác nhá. Và cuối video thì chúc các bác một cuối tuần thật là vui vẻ. Giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác.